Chú Nha, chuyển đổi công tác, có nhớ bên nhà tốt bán một căn nhà siêu rẻ tại Phương Đông Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà diện tích 35 m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, nhà này thì vừa mới xây dựng năm 2021, còn tương đối là mới. Và chuyển đổi công tác thì có nhờ bên nhà tốt bán gửi tới quý khách hàng một căn nhà nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, ô tô con có thể đi qua. Với căn nhà này, hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền 4,3 m và chiều dài, chiều rộng đều như thế, vuông vắn mọi người ạ. Và căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước và ngõ này thì vừa mới đổ đường nhựa áp phao mọi người ạ. Rất là sạch sẽ, thoáng, thiết kế của ngôi nhà hiện đại. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể với ngôi nhà, vị trí thiết kế ra sao. Với cái vị trí này, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, ủy ban nhân dân phường, trạm y tế, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm theo trục đường Quang Trung, Nguyễn Trãi, hoặc là quý vị đi xuống Chương Mỹ cũng khá là hợp lý. Mời mọi người theo em vào khám phá căn nhà này. Tầng 1 thiết kế cho quý vị để xe, phòng khách, phòng bếp, hoặc với ngôi nhà này nha mọi người, quý vị có thể thiết kế phòng khách ở phía bên trên. Cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng. Tuy nhiên, với ngôi nhà thiết kế tương đối là hiện đại, thoáng, rộng, mặt tiền rộng cho nên và không trong không gian ngôi nhà rất là thoáng. Với cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Nhà còn tương đối là mới cho nên có sao thì em quay review cho quý vị là như vậy. Giá bán chưa đến 2 tỷ mọi người nha. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân gỗ. Đó, quý vị có thể thiết kế phòng khách ở đây để xe tùy. Còn đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp đây, tương đối là rộng, thoáng. Nhà dân đã ở rồi cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về pháp lý cũng như là về chất lượng nhà mọi người nha. Với cái nhà này thì chủ nhà có sơn qua để cho nên là vào trong không gian là còn tương đối là mới. Với lại thực tế là năm nay là 2023 mà nhà xây năm 2021 thì nó cũng không quá cũ đâu mọi người ạ, mới có ở được có 2 năm thôi. Gỗ, tủ tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp thì ốp đá granite. Phụ kiện bếp lắp đặt xong hết rồi. Giá bán chưa đến 2 tỷ một căn mà sổ sách chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh, cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mặt tiền mặt hậu như nhau, diện tích 35 m². Tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và máy bơm nước lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngôi nhà này cũng tương đối là gần với bến xe Yên Nghĩa. Và chắc chắn là quý khách hàng đã theo dõi kênh của Nhà Tốt thì cũng quan tâm rằng là trong D ngoài D thì cái căn nhà này nó ở trong D, nó thuộc địa phận Đồng Mai nha mọi người, nó không thuộc địa phận Yên Nghĩa cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm, nó theo cái trục đường quốc lộ 6, từ vị trí này nó cách với bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 2 cây rưỡi 3 cây. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế đầy đủ cho quý vị, toàn bộ là gỗ. Với căn nhà thiết kế 3 tầng, gác lửng hiện đại nằm ở trên mặt ngõ và ô tô có thể đi qua cửa. Đồng thời thiết kế 3 phòng ngủ rất chi là hợp lý, lại còn giá rẻ nữa. Thì mời quý vị đừng rời mắt khỏi video để có thể ngắm nhìn hết ngôi nhà này nhé. Như ngoài đã chia sẻ với quý vị, với căn nhà thiết kế cực kỳ là hiện đại, đây là ở trên phía tầng 2. Trên phía tầng 2 này thì chủ nhà thiết kế một ô cửa sổ ở đây mọi người ạ, rất là thoáng nha. Và ở đây thì có một cái phòng riêng. Ở trên phía tầng 2 ấy, thì quý vị có thể ở đây, nếu như mà nhà không có quá nhiều khách khứa thì quý vị có thể đặt một cái bộ sofa nhỏ nhỏ ở đây để làm phòng khách. Còn không thì cái này tùy mục đích công năng, đặt bàn làm việc, bàn con cái học hành. Còn ở đây thiết kế cho quý vị một phòng riêng để làm phòng ngủ. Cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Toàn bộ cái nền gạch của ngôi nhà này thì là được chủ nhà thiết kế là gạch 60-60 vân gỗ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Nói chung nhà có như thế nào thì em quay review chuẩn chỉnh cho quý vị như vậy. Nhà có xấu, có đẹp, có méo, có móc, có thóc hậu thì em cũng sẽ chia sẻ luôn cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Và mời mọi người tiếp theo lên tầng 3 của ngôi nhà cùng em nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng trước và sau. Đây. Phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ, ánh sáng thông thoáng nha mọi người. Từ vị trí ngôi nhà này mà xung quanh
chợ dân sinh này, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, phạm vi bán kính 700 m quay đầu đầy đủ cho quý vị. Hành lang đi vào giữa hai phòng tương đối là rộng thoáng. Ở đây phần tầng 3 này thì chủ nhà có ít người thôi mọi người ạ, cho nên chủ nhà thiết kế một cái phòng bàn thờ treo ở trên này. Đây, nói chung là có sao em quay cho quý vị thực tế như vậy. Đó, hiện tại là chủ nhà vẫn đang để bàn thờ ở đây. Đây là phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 cho hai phòng ngủ trước và sau. Trên phía phòng vệ sinh này thì chủ nhà có thiết kế một bình nóng lạnh cho quý vị. Phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Nói chung với một ngôi nhà giá rẻ, tiện ích, hợp lý, tương đối thoáng, giá bán thì 1.950.000.000 thôi, bao toàn bộ phí thuế, có trả vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Vậy thì mọi người chần chờ gì? Nếu như với mức tầm tài chính này, mọi người đang tìm khu vực này thì liên hệ ngay với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể được đi xem nhà thực tế và tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.